Cậu đi lại đằng kia. Con đi lại đằng kia, con đi lại đằng kia, con đi lại đằng kia, con vào. Rồi từ từ, nghe cái bạn cái chân chữa. Mì đó, cho mì ra luôn. Đúng rồi. Cho mì ra đi rồi để mình đấy. Mày đã chán quá. Có mì lên đấy chứ mấy cái đồ. Mày lắm, mày lắm, mày lắm. Cái số được cái sách cao quá. Không có gì đó, tự nhiên xe tải nó bằng điện không phải không?
Anh nào ở ngoài đóng cái cửa sổ bên đây, bên nhà đó, anh nào ở ngoài đóng giùm cái cửa thùng bên hông đó, nó ngã ra. Ok. Có mấy cái lặng là để xuống dưới nhá. Ở đây là một thằng này từ trong đây ra thôi. Quần áo đây này.
Rồi ok. Quăng cái muốn cắm đầu luôn. Ô, có lấy mì sữa ra không? Không mưa được đâu. Chị đi. Mua đồ gì ra chứ có ra đâu. Nhiều lắm. Mà có xài đó.
là chắc chắc không được hiện đâu. Đổi này lại đi nha, cho tôi nói luôn. Đường hai nó hết bạo nên làm cái hết cho chất mì vậy anh ơi. Đây rồi. Cho mì lên luôn. Đây. Dạ. Đây mình làm đao cho người miền Bắc đây. Dạ. Ông cô đang bao áo luôn miền Bắc. Vô chúc Bắc đi. Cho ba bắt cái con nhất. Tiền đâu? Tiền bị đứt rồi. Dây chuyền bị đứt rồi. Dây chuyền bị đứt rồi. Cái nào nặng lên tiếng nha. Anh nói đen ơi. Ông đen. Cái nào nặng lên tiếng nha. Thôi nặng. Đây nghề cùng cao đẹp của người Bình Dương đây. Dạ. Là gọi là một miếng khi đói bằng một gói khi no đây. Một miếng khi đói bằng gói khi no. Đây là nghề cùng của Bình Dương. Ông Hồ đồng bào miền Bắc. Không có nạn mà nó còng kềnh đó. Trong cái này thằng xe kia kêu bảo đã tới Thanh Nguyên. Chả biết của ai cũng chạy đi. Ai khóc thì đi ra khu vực.
Cái đó nó to chứ mà. Ê, anh hướng về miền Bắc cô chú anh chị ạ. Hãy không thấy
Dạ đúng rồi anh Cường Nguyễn ơi. Yeah.
Đây là những cái hình ảnh đẹp mà. Hay nữa. Quay lại nữa. Bà con Bình Dương hướng về miền Bắc thân yêu. Treo được không? Cân nào? Đây. Thank you.
lên luôn à? Chưa 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 đâu, không lọt đâu. Chắc phải đi đằng sau này lên này. Nhấp luôn nè.